Cô thân chào các em học sinh trường Chu Lương An thân mến. Để cho bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ của chúng ta được đạt kết quả tốt, thì hôm nay cô trò mình cùng nhau ôn bài. Nội dung ôn tập của chúng ta gồm có các bài sau đây: 32, 42, 46, 48, 49 và hình 39.2. Ở bài các loại quả, thì người ta sẽ phân chia các loại quả dựa vào đặc điểm nào? Đó chính là vỏ của quả. Người ta chia quả ra làm hai nhóm chính, đó là quả khô và quả thịt. Đặc điểm của quả khô: khi chín, vỏ quả khô cứng và mỏng. Đặc điểm của quả thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Quả khô người ta chia ra làm hai nhóm là quả khô nẻ và quả khô không nẻ. Thế nào là quả khô nẻ? Quả khô nẻ khi chín thì vỏ quả tự nứt ra. Ví dụ, quả cải, quả đậu Hà Lan, quả sầu riêng. Quả khô không nẻ khi chín, vỏ quả nó không tự nứt ra. Ví dụ như là quả me, quả đậu phộng. Quả thịt cũng chia ra làm hai nhóm là quả mọng và quả hạch. Quả mọng thì quả gồm toàn thịt. Quả hạch, quả có hạch cứng bọc lấy hạt. Ví dụ quả mọng, quả cà chua, quả chanh, quả cam. Quả hạch là trái bơ, mơ và trái xoài. Em hãy nêu những đặc điểm phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm, đặc điểm phân biệt chủ yếu. Thì ở đây các em nhớ giùm cô mình có 5 đặc điểm để phân biệt. Thứ nhất là kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số cánh hoa và số lá mầm của phôi. Trong 5 đặc điểm trên thì số lá mầm ở phôi là đặc điểm phân biệt chủ yếu nhất. Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hòa khí hậu? Thì chúng ta biết là thực vật nó có vai trò trong việc điều hòa khí hậu là nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, nên thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực. Vì sao thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường? Thì ở những nơi có nhiều cây cối như là vùng rừng núi thường có trong khí trong lành, vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường. Tại sao người ta nói rừng cây như một lá phổi xanh của con người? Rừng cây như một lá phổi xanh của con người vì trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí carbonic và nhả ra ngoài khí oxy cho chúng ta hô hấp nè. Ngoài ra lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Vì sao phải tích cực trồng cây cây rừng? Thì chúng ta phải tích cực trồng cây cây rừng vì sao? Vì thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí oxy và khí carbonic trong không khí, điều hòa khí hậu, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường và góp phần giữ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt. Thực vật nó có vai trò như thế nào đối với động vật? Thì thực vật có vai trò rất là quan trọng trong đời sống của động vật. Chúng có 4 vai trò. Thứ nhất là cung cấp thức ăn. Thứ hai là cung cấp khí oxy cho hô hấp. Thứ ba, cung cấp nơi ở. Và thứ tư là cung cấp nơi sinh sản cho một số động vật. Thực vật nó có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Thực vật nó có vai trò rất là quan trọng trong đời sống của con người chúng ta. Ý nghĩa kinh tế của chúng rất là lớn. Cho gỗ dùng trong xây dựng nè, và các ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho chúng ta và các nguyên vật liệu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, dùng làm thuốc. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là quý giá. Chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên này để làm giàu cho tổ quốc. Những cây nào có hại cho sức khỏe con người chúng ta? Chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta biết là những cây có hại cho sức khỏe con người chúng ta đó là cây thuốc lá, cây cần sa và cây thuốc phiện. Chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi thải thác chúng hoặc tránh sử dụng. Và chúng ta luôn luôn nhớ một câu khẩu hiệu là không thử, không sử dụng, dù chửi một lần đối với ma túy. Có một câu nói, nếu như mà không có thực vật thì không có loài người. Câu nói này đúng hay sai các em? Câu nói này đúng. Vì không có thực vật thì chúng ta không có khí oxy để hô hấp nè. Không có thức ăn, không có nguyên vật liệu trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra,
thực vật còn giúp phần cung cấp điều hòa khí hậu, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Thế nào là thực vật quý hiếm? Thực vật quý hiếm là những thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi. Ví dụ, cây tam thất, cây trắc. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam? Để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam thì chúng ta cần phải ngăn chặn sự phá rừng nè. Hạn chế sự khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài. Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn như là vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì, Cát Tiên để bảo vệ các loài thực vật. Cấm buôn bán xuất khẩu các loài thực vật, đặc biệt nhất là thực vật quý hiếm. Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng. Cô trò mình cùng nhau chú thích hình 39.2. Chu trình phát triển của cây dương sỉ. 1. Một phần lá nhìn ở mặt dưới các các đốm chứa túi bào tử. 2. Túi bào tử với vòng cơ. 3. Bào tử. 4. Nguyên tảng phát triển từ bào tử. 5. Cây dương sỉ con mọc ra từ nguyên tảng. Các em hay bị sai ngay chỗ số 4. Nguyên tảng phát triển từ bào tử mà các em ghi là nguyên tảng phát triển thành bào tử. Chữ từ các em đã biến đổi thành chữ thành thì ý nghĩa nó hoàn toàn sai. Có thể các em sẽ ghi là bào tử phát triển thành nguyên tảng. Cô chấp nhận. Nhưng các em ghi nguyên tảng mà phát triển thành bào tử là ý nghĩa nó sai hoàn toàn nha các em. Các em lưu ý điểm này cho cô. Nội dung ôn tập của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô chúc các em làm bài thật tốt trong kỳ thi này. Cô chào tạm biệt các em.